Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay được nghỉ 4 ngày liên tiếp, dự báo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông gia tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi giải trí của người dân trong kỳ nghỉ lễ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lên phương án tăng cường lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhiều tổ tuần tra kiểm soát được bố trí dọc tuyến nhằm phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp xe chở khách vi phạm các lỗi chủ yếu như xe chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, chạy xe sai phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, điều khiển xe có nồng độ cồn. Trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ và các tổ công tác trên đường là điều khiển xe và thực hiện nghiêm vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cảnh sát giao thông Công an huyện Sơn Hà triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó lực lượng công an xã tham gia hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông các khu điểm du lịch tập trung đông người. Trong dịp lễ 2 tháng 9 thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Sơn Hà để chúng tôi tăng cường công tác tuần tra kiểm soát 24/24 giờ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó chú trọng tập trung xử lý đợt cao điểm theo hai chuyên đề của bộ. Trong đó chúng tôi tập trung xử lý đối với tất cả các phương tiện mà lợi dụng cái dịp lễ để mà chở quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe. Công an các đơn vị địa phương cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định, tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại bến xe và điểm tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh. Dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Minh Long tổ chức tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Minh Long để cán bộ và nhân dân thực hiện tốt về trật tự an toàn giao thông và cương quyết xử lý các hành vi vi phạm, nhất là về nồng độ cồn. Công an Quảng Ngãi đã lên phương án chu đáo kỹ lưỡng về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9.